cái casino trước mặt đó các bạn là đã bị đóng cửa. Tại vì casino là chuyên môn là rất là đông khách. Bình thường giờ này là cái lên này là chạy là phải xếp hàng ngày nào mà bữa nay là thấy nó vắng lại. Phút trên này là mình biết người ta có vô không là mình biết liền. Bữa tao mới cho mày đi lần bữa chủ nhật thứ bảy gì đó mà nhớ kẹt xe không? Thôi thôi kinh khủng. Dành giật vô đóng tiền điện dành. Hay cái len đằng trước nè, hai cái len đó là cái len duy nhất vô casino nha. Nhớ rồi, giờ rồi kìa, đóng cửa rồi. Xe vô luôn. Nhìn đó, đóng cửa rồi, vô cho xe nào vô chi nữa. Ghê chưa? Đó. Nhưng đâu có xe nào quẹo vô đâu thấy không? Đóng. Hình như nghe nói đóng tới 2 tầng luôn á. Nói chung là những nơi công cộng là hầu như là đóng cửa hết. Tại vì những nơi đó là tiếp xúc rất là nhiều người. Kiểu này chết rồi. Khủng khiếp. Nhà mua gạo nhiều không phải không? Mấy bao đúng không? 5 bao đủ không? 5 bao đủ không? 5 bao đủ rồi, rồi bao. Nhưng mà tao ngày ăn nấm rồi mà. Tao nấu cháo tao ăn. Cho nó lâu hết. Ông nấu cháo ông ăn ông mà ông đái hết ông đói lẹ nữa. Đói lẹ ăn thì nấu nước nhiều vô. Kèm thêm miếng gì đó cho nó dặn bụng. Nói chung phải chia ra. Chứ không thôi là hết gạo. Tình hình này thấy căng nữa. Bây giờ kinh tế đang xuống trầm trọng mà phải bớt ăn lại nha. Rồi. Ăn nhiều quá, người nào ăn nhiều quá phải bớt ăn lại. Húp cháo đỡ đi, húp cháo. Gọi là húp cháo đó. Tại vì bình thường ăn hai cục thịt, bữa nay ăn một cục thịt thôi. Ăn cột trường cục. Cột trường ngày mai ăn. Đúng rồi, mày ăn ít, mày đi toilet ít, đỡ hao giấy. Chứ là đã tình hình giấy đã khan hiếm rồi, ăn cho cố vô, đã hết giấy rồi. Chứ trong chợ giờ còn bó giấy nào đâu. Báo thì không đọc, đâu có giấy báo đâu. Phải đọc báo, có giấy báo cũng đỡ. Mà gặp ở Mỹ không có lá chuối nữa. Lá chuối cũng có luôn, toàn lá thông không. Lá cây thông á. Có lá cây thông rồi, lấy lá chùi đi. Lũng. Thấy thiệt, tình hình là thấy chết rồi. Rồng. Mẹ hỏi mẹ nay mày làm được nhiều. Mẹ nay làm được nhiêu mà. Có mấy chục rồi mẹ. Trời ơi. Có mấy chục rồi hả? Chết rồi. Chứ bình thường là mà thí dụ những ngày này làm được nhiêu? Cũng được mấy trăm. Wow, mà bữa nay có mấy chục à? Trời ơi, chết luôn. Hên là đúng được mấy chục á. Mấy chục có nghe tôi cũng được mấy đồng. Mẹ mấy chục là tôi được mấy đồng trong đó. Tưởng không có đồng nào luôn á. Để sợ. Chết rồi. Tôi chết. Có mấy chục rồi. Có đường xá nè. Có mấy chục rồi mà ngày nào cũng đi chợ thôi. Giờ đi chợ nữa. Nán. Sao kỳ vậy ta? Ngày này sợ đói không à? Như là bị biết tại sao không? Tại sao xuyên làm không? Tại sợ đói. Sợ đói không? Nên cứ làm suốt. Mốt mở mẹ nguyên cái chợ luôn đi. Khỏi phải đi đâu rồi. Mở luôn cái muốn ăn gì đó xuống lượm bóc lên ăn thôi. Khỏi đi. Đây luôn. Ngày nào cũng đi chợ hôm qua mới đi nay đi nữa. Để nhìn tức xe nha. Nguyên ba lô nữa. Rồi con nguyên một xe nữa. Mẹ nguyên xe nữa. Giờ đi nữa. Sợ thiệt. Bởi nhà này đồ ăn quá trời các bạn thấy không? Thôi kệ. Giờ vậy mới mùa dịch này mới có đồ ăn ăn. Ăn mới có sức khỏe chống chứ. Hồi xưa mày có nghe ông bà tao nói câu dịch vật không? Đồ cái đồ dịch vật không? Đó. À. Bây giờ dịch nó đang giật mình nè. Đâu cái đầu dịch giật. Nó dở giật mày. Giật chết tình thương. Nay mẹ, mẹ nấu món gì ngon quá vậy mẹ? Wow, bánh hỏi hả? Trời ngon quá ha. Còn mắm nêm các bạn. Nêm tôi làm á. Còn cái này là cái nồi. Cái gì mày làm? Nêm pha sẵn nó chỉ bỏ thêm rau, trời chỉ rau này hấp dẫn không?
bò nha các bạn, thịt bò nha. Bò này bỏ đây nướng hả, nướng chắc nướng bơ. Chiên bơ cuốn tráng anh em, bánh hỏi. Đấy, mùa dịch mà ăn qua ngày. Rồi mời mẹ. Rồi mời mọi người nha. Mời cả nhà luôn nha. Mời cả nhà. Nãy giờ lu bu quá các bạn ơi. Tập trung vô dĩa mồi quá. Nè mắm em nè. Thấy mình cuốn đẹp không? Anh biết cuốn không anh? Bữa nay anh đứng là đi xa nói với anh đó nha. Tự xử đi nha Trinh. Mà cuốn muốn cuốn đó là tôi không dám ăn. Ăn một muốn đó, một cái đó là coi như là nó no tới cổ. Dạ. Nè đó, thấy người ta cuốn đó chưa? Đẹp, đẹp chưa? Ủa như ổng luôn hả? Quá đẹp không? Bằng lóng tay à. Đó đầu bự đít teo, ông lên đầu teo đít bự ra ngoài nè, đó thấy chưa? Không đem ăn được không vậy? Dạ. Nghe được cái mùi này còn coi như là đổ mồ hôi lưỡi luôn á. Thịt bò ngon mẹ, thịt mềm. Wow. Ha, bò rất là mềm luôn. Bò đó đó. Này có bò đùi đó. Bò này chút Linh nó cả ăn được nè. Để mà để riêng cho nó cắn nha. Sau một ngày làm việc không có khách, về ăn rất là ngon. Chứ sao biết ăn sớm. Cái bữa ăn trễ quá ăn hỏi. Cay 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 nha, không phải bị bệnh nha. Sạc. Cái mùa dịch này á các bạn, cho nên hạn chế ra đường lắm, cho nên ở nhà quay quần thôi à. Giờ hết cách rồi, ăn uống xong rồi buồn thì bật cái cao kê lên ca, rồi xong cho hết ngày hết giờ đi ngủ, rồi mai tính tiếp vậy đó. Ngày mai ăn uống xong rồi ca tiếp. Mày không, ngày mai ca trước ăn sau. Không, ngày mai thật sự. Mà thật sự hôm qua mình ăn xong no bụng mình ca khó ca thiệt chứ. Ta không nổi, bớt mai mốt là phải ăn ca trước rồi hãy ăn. Còn phải cách nhau nhờ, ít nhất là 2 tiếng đồng hồ. Hôm qua ca không được. Mình ca vậy là dở lắm rồi. Mình cũng thấy mình dở nữa, nhưng mà tại cái bụng cứng nhắc rồi. Chứ bình thường có thấy hay đâu. Hả? Không, bình thường anh cũng thấy hay mà. Đây là tình hình chung của nhân loại rồi, cho nên là mình không thể nào mình than được, hiểu không? Người ta cũng than giống như mình, người ta cũng bị như chang mình, thậm chí là còn khổ hơn mình nữa, tệ hơn mình nữa. Cho nên là than là không có nên phải than nữa, tại vì hầu như ai cũng giống nhau. Không, này mình tâm sự thôi, không phải than. Tâm sự thôi. Yeah. Tình hình nó vậy vậy là tâm sự nghe nghe thôi. Nếu mà mình không tâm sự những cái gì mình đang có đây thì mấy người bên tiểu bang khác thì làm sao biết được mình đang ở trong cái tình trạng như thế nào, đúng không? Tâm sự chơi đó các bạn ơi. Với thật ra thì đang trong cái mùa này hầu như ai cũng buồn á. Chính vì liên quan tới những vấn đề kinh tế thì hầu như không ai vui nổi. Đúng rồi. Không ai vui nổi. Thì nhiều khi mình làm cái kênh này á, mình làm những video cho các bạn xem á, thì nhiều khi mình pha vô những cái lúc mình nói chơi, nói giỡn để tạo cho mọi người cái tiếng cười, cho mọi người đỡ đi cái chuyện mà đang buồn, đang chán, đang bực bội về cái vụ virus này. Thì cho nên là mọi người cũng thông cảm ha, cho bầu trời Cali, chứ không phải là bà mình là muốn là nhiều người nói có thể là sau bị dịch này kia mà bạn còn vui vẻ quá vậy, bạn còn cười giỡn ầm ầm này kia đó, không phải. Không lẽ giờ các bạn buồn mình cũng buồn theo, mình khóc theo thì đâm ra đó thì nó quá thê thảm đi. Nó đã buồn rồi cộng thêm cái kênh của mình vô ngồi toàn đờn mấy cái nhạc mà giống như là nhạc đi đám. Thì tưởng tượng đi, giờ cái clip đi mà không có mình không tạo được niềm vui á, đáng lẽ giờ cái clip này mình ngồi mình buồn. Mẹ buồn mình chung với các bạn sao? Đang buồn coi cái clip buồn cái nữa rồi xong. Thì nó hơi thảm dữ lắm. Cho nên mình cố tình mình làm gây tiếng cười cho mọi người. Thật ra cái chuyện này á, mình lên là mình tâm sự với các bạn, cũng như là chia sẻ thôi. Đúng rồi. Chứ không có phải gọi là than gì ở đây hết trơn á. Bây giờ không, mình có than đi nữa cũng đâu có ai giúp mình đâu. Hồi xưa giờ mình làm video clip từ lúc làm đến giờ là 60 mấy cái video, chưa có cái video nào mà thật sự là mình với cái mục đích là mình than hết trơn. Nói chung là mình chia sẻ thôi. Mình chỉ chia sẻ những cái gì mình trải nghiệm thôi, chứ không có cái video nào trong đó mình than hết trơn.
Giống như hiện tại bây giờ là mình cũng đang trải nghiệm cái như thế này không? Thì nhiều người cũng giống mình chứ không phải còn tại mình nữa. Tại mình đó. Nhưng mà nếu mà ai thật sự muốn một trong mấy cái video nào để anh chị thử thang cho em coi được lúc đó là cảnh vừa cáo trước khi coi. Vừa bắt lên thấy chữ thang cái tắt liền. Tắt liền luôn. Đã chán rồi, đã buồn, đã chán rồi. Bật cái YouTube lên coi, coi cái mặt đó vô cái thang không. Đúng vô rồi. Cái mặt như giống như là mới đi phúng điếu về vậy đó. Thì làm sao mà vui nổi, đúng không các bạn? Cho nên là khi đang buồn, đang chán, bật bầu trời cà ly lên coi. Wow, để cho nó vui. Nó vui ha, ăn uống này kia, gia đình sum họp. Rồi nó nói chuyện tào lao thấy cũng mắc cười. Thì ví dụ như vậy thì mình giống như mình cũng đem lại được một chút xíu gì đó về cái tinh thần cho tất cả mọi người. Thì đó là cái niềm vui của mình và mình sẽ cố gắng mình phát huy và mình làm tiếp tục y chang vậy để cho mọi người yêu mến bầu trời cái ly nhiều hơn. 1 triệu subscribe nha, có cái nút vàng bảo đảm với các bạn mình sẽ lên cái núi đó liền, leo núi. Núi là sao hả? Có 2 mét là cha nào trượt ba te xuống. Núi là sao có 2 mét à? 2 mét mà leo gì? Ông hết 1m7 rồi. Núi 2 mét. Chứ là chuột xuống là theo vít tà lông là anh không còn cái phao câu luôn à. Không mà thiệt, cái kênh bầu trời Cali với bầu trời Boston á, giống như tất cả các bạn vô coi đều khen, đều có một cái cách coi là vui, đúng không? Người ta vô người ta đều thích là tại vì vui, ta vô người ta xả stress, giống như sau một ngày làm việc hoặc là rảnh rỗi là cứ mở lên coi có clip mới không, có cái gì hay không, đúng không? Nên á là chủ yếu của mình là vui, là vui và chia sẻ nữa, chứ không có than gì ở đây hết trơn, tâm sự chứ không? Mình nếu mà có em than với anh. Đúng rồi. Nếu mà mình than với nhau mình bấm nút tắt than cho đã rồi mở lên thâu tiếp. Ăn đi mà. Thôi no. Mệt hả? Ít vậy. Đó nãy giờ được ăn được như là 3 cuốn với mấy con thịt rồi xong. Vậy thôi, như đừng chiên thịt nữa nha. Không, không chiên nữa, đừng chiên nữa. Còn cái mai cho than ăn. Còn dư thịt mai nấu mì gói ăn tiếp. Ừ, mì gói thịt bò cũng ngon. Thành mình thành là hủ tiếu hả? Nghe khổ quá, ra mùa dịch phải mình chịu khó mình ăn mì gói, phải không? Cộng với khoảng nửa ký thịt bò. Hồi xong cái đầu nhìn tô mì ăn thịt, ăn hết thịt luôn. Ăn hết thịt luôn. No thôi, không ăn mì gói nữa. Giờ mà vé máy bay mà cho miễn phí đi chơi chắc cũng dám đi luôn. Phải không? Cứ ghê thôi. Ghê. Nghe nó máy bay định đi rồi vô không được. Dạ. Đa số là lây qua đường hàng không các bạn. Ừ. Tại vì người này người kia đi máy bay á, sau đó đi xuống tiểu bang rồi bắt đầu lây nhiễm qua. Vậy thôi. Phạm vi có một chút mà hít chết rồi. Ừ, vậy mốt mình đi xe hơi bị người máy bay nữa. Chuyển qua đi xe hơi đi. Đi xe hơi chuyên bang hả? Ừ. Ê, tao mà buồn tao xách siêu sao bóc tao đi. Ồ, chưa bắp âm mà đi lỗ mai hay sao? Lỗ mai thì đóng tiền có nhiêu đâu trời. Không, vấn đề không quan trọng, chuyện đó không quan trọng. Siêu xe bắp tao là bao chạy luôn á, chạy mấy vòng cũng được luôn á. Máy là khỏi lo à. Đúng rồi. Toyota nó mờ mờ lắm, xe mới nữa. Chiếc xe mà không hao xăng nữa mày. Chạy đã. Chiếc xe thứ nhì là có ở nước Mỹ này á, là chiếc Honda gì đó. Honda gì quên mất tiêu rồi. Honda Accord. Honda Accord. Em sẽ không bao giờ quên cái chiếc đó. Biết dạ, sao? Chạy 300.000 mai. Rồi 300.000 rồi. Chạy ổng chạy 300.000 mai từ đời nào không biết mà lúc mình qua là mình đang chạy nửa đường nằm ngoài đường luôn. Bởi tao bao giờ quên được. Ổng chạy hồi lúc nào, lúc xe mới thì chạy dù mình đâu biết. Vừa qua là chở mình đi nằm ngoài đường luôn, bốc khói luôn. Bởi tôi nói không bao giờ tôi quên được. Vậy rồi. Rồi còn là, không phải mình em đâu. Không phải mình em đâu. Mình đúng đi chụp cá bền. Cá bền. Bền. Chở ông vợ đi nằm đường quán cá bền. Mình đi chụp hình đám cưới cho mẹ khách á. Đi chụp hình đám cưới cho khách. Xong rồi cái chú rể vô rước dâu á, rước dâu xong cái về đi nhà thờ trước khi về. Xong cái mình ra mình đồ mới xe không chạy. xe cô dâu đi mất tiêu rồi. Còn chụp hình. Chụp hình phải đi trước phải không? Chụp hình phải đi trước để chụp cô dâu để chạy. Rồi cô dâu đi mất tiêu rồi. Cả gia đình ai cũng đi mất tiêu rồi. Ở đây mình đồ mới xe ổng chạy. Rồi sao? Hả? Thì phải gọi hai đứa nó. Hai đứa nó xong nó cho người nhà nó tới rước mình. Nản luôn. Xong rồi á, mấy cái đám cưới sau này á, mình đi quay á,
ba của cô dâu gặp mình chỉ vô mặt mình đấy, mẹ cái thằng bữa không lấy cho ra mệt xe không chạy đúng không, nhớ luôn nhớ. Ba của dâu gặp mình chỉ hỏi con này không chút nữa cẩn thận nó mở xe nó không chạy được á. Mà thiệt luôn, ổng mua xe là ổng mua xe ngon lành lắm, ổng chạy lâu đời rồi mà tại số mình xui làm sao á. Rước mình qua leo xe hơi mừng thấy bà luôn, vừa leo lên chiếc hơi chạy chừng được vài bữa nằm ngoài đường luôn. Overheat, bốc khói luôn. Overheat là trời mưa mà bốc khói. Trời mưa bốc khói luôn. Khuôn lần nó không. Khuôn lần nó bị là cái, những cái xe mà bị như vậy là các bạn là nó phải te tua dữ lắm rồi. Thôi đúng rồi. Không có mẹ, chiếc xe đó đem giục không ai lụm giục luôn. Không. Xong rồi là hả con tậu chiếc xe đợi nó lúc 2008 không ta. Đúng rồi, mua chiếc xe 2008 đi, xe mới tinh khô luôn. Đúng rồi đó, thì chạy tới giờ là chuẩn bị overheat nữa. Bỏ chiếc đó là mua chiếc Toyota đó, Toyota RAV4 chạy đến giờ là 12 năm rồi, nó chuẩn bị overheat nữa nè. Được nhiêu mai rồi? Ít lắm, không tới 100.000 mai nữa. Ồ vậy xin nhớ vậy mai sao xe rất chạy á. Trên 200.000 trở lên á là bắt đầu nó mới có vấn đề lặt vặt 200.000 trở lên. Mà cũng tùy theo người sử dụng à. Đúng rồi. Xe nó bền nó do người sử dụng à, cũng tùy theo à, chứ không có nấu trước được. Chứ ra ăn hết cũng để dành chứ không có bỏ, thật sự không bỏ gì hết. Nhưng mà khi mình làm á, mình phải làm cho nó nhiều, mình làm cho nó đẹp, mình phải trang trí, phải bỏ tâm tư vô để mà sắp xếp, để mà khi một cái video lên mà chụp hình á, rồi các bạn coi nó thấy rất là đẹp. Chứ thật ra ăn đâu hết rồi, thật ra ngon vậy. Nó tóm lại là mình làm mục đích là để cho các bạn coi mà đói bụng á, hiểu không? Đúng rồi, có nhiều người bị coi mà phải đói bụng á, kích thích mồ hôi lưỡi. Thôi chia tay mọi người đi. Cảm ơn mọi người đã xem video Bầu Trời Kali. Xin chúc mọi người, tất cả mọi người trên thế giới sẽ vượt qua cái trận đại dịch này. Cái này nó ảnh hưởng chung toàn cầu, thì mong mọi người cố gắng vượt qua. Ví dụ kinh tế nó cái quan trọng nhất là vẫn là cái kinh tế. Tại vì mình đã bị ở nhà giống như cách ly là tiền đâu mà ăn, tiền đâu trả tiền nhà, đủ thứ, đó là cái kinh tế, là kinh tế rất là khủng khiếp. Cho nên là mong mọi người vượt qua. Thì mình ở bên đây thì cũng ráng làm video để chia sẻ ngày nào lướt ngày đó, chia sẻ cho mọi người những cái niềm vui chút xíu. Ví dụ mọi người ở nhà buồn hãy bật Bầu Trời Cà Ly lên coi, thì thấy mình làm món ăn này món ăn kia, có thể mọi người cũng có thể nấu theo, hoặc là coi gia đình nói chuyện tào lao cho nó đỡ buồn chút xíu. Chứ giờ nó đang buồn mà còn coi vô nó còn buồn hơn thì làm gì, đúng không các bạn? Thì hy vọng là mọi người yêu mến Bầu Trời Cà Ly và gia đình Bầu Trời Boston. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.